Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình xin làm một cái video hướng dẫn anh em đổi cái phần dây này ra phần foot, và cũng như là cái phần độ này, cái phần 10 của độ này ra phần foot như thế nào. Cái công việc này tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu anh em hiểu sai, hiểu nhầm, nó chỉ một sơ suất một tí thôi thì rất là nguy hiểm. Ví dụ bây giờ người ta cho một sắc tàu ở vị trí như thế này đó, mà anh em ta không biết làm lên hải đồ, cũng như mắc trên hải đồ điện tử, cũng như là mắc trên hải đồ giấy, rất là nguy hiểm nếu anh em ta không đổi, không biết nhá. Bởi vì như anh em ta đã biết tất cả các loại GPS đây, thông tin anh em cứ xem các loại GPS của tàu mình xem. Ở đây là người ta đổi hết phần foot rồi nhá, cái phần dây người ta đổi hết là phần foot rồi. Đấy, dụ 31 độ 41.524 foot này, đây là phần foot rồi nhá. Và đây 124 độ 11.827 foot đông, nó đổi hết là phần foot, từ dây ra foot rồi. Trong trường hợp nếu mà người ta cho một cái vị trí như này 31 độ 16.87 giây, thì anh em ta phải đổi cái phần dây này ra phần foot, thì chúng ta làm vị trí trên hải đồ cũng như hải đồ điện tử nó mới chuẩn được nhá. Đó thì công việc rất tưởng rất là đơn giản thôi, nhưng nếu anh em ta đổi sai, không biết đổi, anh em ta để nguyên vị trí như này, anh em ta làm trên hải đồ là sai nhá, là dẫn đến rất là nguy hiểm. Đó thì đối với cái đổi này đơn giản thôi, 31 độ 16.87 giây thì anh em sẽ đổi ra phút thì lấy 87 nhá. Anh em ta lấy 87 giây này sẽ chia 60, bởi 1 phút có 60 giây mà. 1 phút có 60 giây thì anh em ta lấy 87 chia 60 thôi, thì nó sẽ ra được phần phút. Như 87 này chia 60 thì sẽ ra được 1.45 phút. Đây tôi đã đổi đây. Tôi lấy 87 chia 60 thì được ra là 1.45 phút. 1.45 thì là lấy 1 cộng với 6 nữa thì chỗ này ra thành 17. 31 độ 17.45. Đó, anh em thấy khác biệt chưa? Như thế này mà làm trên hải đồ là sai, rất là nguy hiểm nhá. Và cái thứ hai là 123 độ 26.70 thì tôi lấy 70 chia 60 thì được ra là 1 phút 1.16 phút. Thì 1.16 phút thì đây tôi cộng với lại 26 phút nữa thì ra là 27.16 phút đông. Đó, rất đơn giản thôi. Anh em nhớ nhá, cứ lấy phần dây này chia 60 thì đã ra phần phút. Tương tự như vậy đối với vị trí như này, bây giờ ví dụ người ta cho một trường hợp bão, vị trí bão người ta bảo cơn bão nằm ở vị trí là 12.5 độ vĩ bắc và 119.3 độ kinh đông, thì bây giờ anh em ta phải đổi cái phần này là phần phút nhá, bởi tất cả làm trên hải đồ chúng ta đều là phần phút. Đó, 12.5 độ vĩ bắc thì cái phần độ này nó chia ra đây là cái phần phần 10 của độ này. Đó, phần 10 của độ thì một độ chung như anh em ta biết bằng 60 phút. 60 phút thì chúng ta sẽ chia ra 10 phần. Đây phần 10 của độ nhá. Thì 60 phút chúng ta sẽ chia ra 10 phần. Dù 60 chia 10. Đây tôi lấy 60 chia 10. Một độ 60 phút này. Và 60 phút này sẽ chia ra 10 phần. Đây chia ra 10 thì mỗi phần được 6 phút. Như vậy ở đây là có 12.5 độ vĩ bắc thì tôi sẽ đổi ra là tôi lấy 5 nhân đi nhé, 1 phần bằng 6 phút mà, tôi sẽ 5 nhân 6 bằng 30. Như vậy sẽ đổi ra bằng 12 độ 30 phút bắc và 119 độ, chỗ này nhân với 6, 3 nhân với 6 bằng 18 phút đông. Đó, khi anh em ta làm tại vị trí bão là thường người ta chỉ cho số như này thôi, thì mình phải đổi ra, mình nhân với, đây là phần thập phân của phút mà, à, của độ. Thì chúng ta đổi ra phút, chúng ta sẽ nhân với 6 nhé. Đó, sẽ bằng 12 độ 30 phút bắc và 119 độ 18 phút đông. Sau đó chúng ta làm vị trí trên hải đồ thôi. Đó, anh em lưu ý nhé. Đây như bạn phó ba hôm nay mình, vì mình làm video mình kiểm tra lại bạn phó ba tàu mình, bạn ghi như thế này này. Đây bạn ghi vị trí trên quyển nhật ký GPS đây là 31 độ 16.87 giây bắc. Đó, ghi này toàn là sai nhá. Nếu mà anh em ta phải ở đây, phải phần phút ở chỗ 16 này thì là sai này, thì chúng ta phải đổi tiếp cái 87 này ra phần phút nữa cơ. Thì như vừa rồi mình đổi là sẽ là 131 độ 17.45 bắc, 31 độ 17.45 phút bắc. Đó, bởi vì sao mình nói là sai, bởi vì bạn ấy ghi nhật ký GPS là bạn ấy ở cái vị trí GPS này ra rồi, mà cái GPS này người ta đã đổi sẵn cái phần phút ra cho các bạn rồi, phần giây ra phút rồi, mà bây giờ bạn ấy ghi trên cái nhật ký GPS như này, bạn ấy để cái phần phút nó ở cái số này thì là sai nhé, bởi vì trên cái GPS này người ta đổi, nó đã đổi sẵn cho mình rồi, nó tính toán nó đổi sẵn cho mình rồi. Đó, nên mình ghi vị nhật ký theo cái GPS này thì mình lấy cái vị trí ở đây thì mình phải ghi đúng như theo vị trí này. Còn bây giờ mình ghi như thế này là sai này. Anh em lưu ý nhá. Đó, thì hôm nay mình làm video để hướng dẫn anh em một cái cơ bản đấy thôi, nhưng nếu anh em không
để ý cái chi tiết nhỏ này rất dẫn đến rất là nguy hiểm trong quá trình chúng ta nằm vị trí bão cũng như là vị trí một cái chướng ngại vật gì đó nguy hiểm.